1 2 1 2 1 2 bước điều bước ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini quiz mới trên kênh YouTube của mình cùng với đại gia đình Sammy và Beckham. Ta da. Yeah. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình có mời Sammy cùng với Beckham vào trong gọi là một cái map đi chơi sinh tồn với mình đó bạn ơi. Đây, xin giới thiệu bạn, đây chính là map vùng đất chết nè bạn ơi. Đó. Thì hôm nay mình có rủ Beckham á, bạn nào đã xem video của Beckham ở trong mini world chưa? Bạn nào chưa xem nhớ vào trong kênh mình xem nha. Đó. Hôm nay nè, mình đã mời Beckham vào trong đây để gọi là chơi sinh tồn cùng với mình đó. Hôm nay bọn mình đi chơi sinh tồn là bọn mình có dẫn theo Beckham theo nữa bạn ơi. Đó. Cam ơi, chào mọi người đi con. Thấy không, bé Cam chào mọi người rồi, thấy không? Đó. Hôm nay nữa bạn ơi, mình sẽ dẫn bé Cam đi sinh tồn cùng với mình và Sammy nha. Bọn mình sẽ vào trong rừng nè, xây nhà nè, sau đó gọi là đi săn bắt thú dữ nè, đó, làm thịt cho bé Cam ăn đó. Cam ơi, con muốn ăn thịt cọp không? Anh sẽ bắt một con cọp hoặc là con sư tử làm thịt cho con ăn luôn đó, nghe hấp dẫn không? Ok. Đi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sinh tồn nha. Ui, Sam ơi, Sam. Qua đây. Ui, bên đây có quá trời yêu quái luôn kìa. Trời ơi, sao nhiều vậy? Tôi lúc trước tôi thấy ít mà sao bây giờ nhiều vậy? Ơi Cam, Cam chạy đi Cam. Trời ơi, con Cam này nó không biết sợ yêu quái là gì hết trời. Ok, trời ơi, từ từ. Mày dám ăn hiếp Cam rồi nói nha. Mày hả mày? Cam yên tâm, ở đây có anh Phong với lại chị Sammy sẽ bảo vệ cho Cam. Cam yên tâm. Đó. Ok, qua đây. Yêu quái hả mày hả yêu quái ăn đó. Bé Cam rồi, à. Này thì ăn hiếp đó. Bé Cam hả? Ui trời, sao nhiều quá ta? Tính ra tính ra Cam chạy đi Cam, mày làm gì? Cam ơi. Cam ơi chạy đi Cam, mấy con này nó to lắm, mày nhỏ chút xíu vậy nó quấn mày chết đó Cam, chạy đi. Trời ơi. Là lép người luôn em ơi. Trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, con bé Cam này nó quậy ghê luôn bạn, nó không biết sợ yêu quái là gì luôn bạn ơi. Trời ơi trời. Mày. Ok rồi. Trời ơi, ở chỗ này khu vùng đất chết này nhiều yêu quái các bạn ơi. Quá trời yêu quái luôn. Giết nhiều khi giết mỗi tay luôn con hết luôn á. Bắn nó chết đi. Đúng rồi. Con bên đây nè, bắn đi. Đúng rồi. 1 hour later. Ui, ở trong đây còn có một con dango nè, để mình lại mình giết con dango luôn bạn ơi. Mấy con dango này mặc dù nó nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm đó, thấy không? Trong rừng này nhiều quái vật lắm chứ không phải là ít đâu Sam. Trời ơi trời. Nếu mà trong này nhiều như thế này thì làm sao mà có thể bảo vệ Cam nhờ, lỡ Cam đi một mình lỡ nguy hiểm sao? Bây giờ mình phải tìm một vũ khí cho Cam để Cam có thể bảo vệ chính bản thân mình. Cái gì, tìm vũ khí cho Cam hả? Cam nó nhỏ xíu vậy làm sao mà nó sử dụng vũ khí được? Cam nó bé tí tẹo à? Hay là bây giờ tôi đưa cái cây kiếm kim cương của tôi cho Cam được không? Ngày cái kiếm kim cương này cực kỳ mạnh luôn. Thôi ông ơi, cái kiếm nó to hơn cả bé Cam thì sao bé Cam cầm được? Bé Cam cầm cái gậy tay luôn á. Vậy hả? Cam yếu xìu vậy cho nên là Cam sẽ không thể nào sử dụng kiếm được. À đúng rồi. Bà có cây súng đại liên á, bà lấy cây súng đại liên bà đưa cho Cam cầm đi. Bây giờ ông nhìn đi. Tôi cầm mà tôi đi còn thấy chậm mà, thấy ông tôi đi và tôi lấy cà lét này, huống gì bé cam cầm không được đâu. Trời ơi. Ha đúng rồi mấy bạn ơi, bé Cam nó nhỏ xíu à, nó làm sao mà nó có thể sử dụng vũ khí được? Mà bây giờ ở trong rừng thì quá trời quái vật luôn, nếu như mà Cam không có vũ khí á thì bảo đảm là Cam sẽ bị gọi là quái vật tấn công mấy bạn ơi. Trời ơi, giờ sao ta, làm cách nào để giúp cho bé Cam gọi là tự bảo vệ bản thân đây ta? Để suy nghĩ coi. À đúng rồi, tôi nhớ rồi Sam ơi. Mấy bạn có biết không, dạo gần đây á, Mini World vừa mới cập nhật một cái phiên bản mới của game Mini World. Và trong cái phiên bản này á, chúng ta có thể chế tạo cho chúng ta được những cái bộ giáp rất là mạnh luôn, tự chế tạo bộ áo giáp luôn nha. Thì hôm qua mình nhớ rồi, hôm qua trước khi mà rủ bé Cam đi sinh tồn trong vùng đất chết á, thì mình đã chế tạo cho Cam một bộ áo giáp rất là mạnh. Đây mình sẽ cho bạn xem nha. Đây giáp đây, mình thấy nè. Đây mình sẽ lấy ra cho bạn coi nha. Nè Cam ơi, bây giờ anh đưa cho con cái bộ giáp nè, đó cầm đi. Đây là bộ giáp siêu nhân do anh tự chế tạo đó, cực kỳ mạnh luôn. Nghe đó. Ta. Ok, bây giờ Sammy bà coi nè, bây giờ tôi sẽ kêu Cam nó mặc vô cho bà coi nè. Bộ giáp này là đâu, bộ giáp đâu. Mạnh nhất thế giới do tôi tự chế tạo á, ghê không? Mini World cập nhật bây giờ là được mấy cái này luôn hả? Đúng rồi. Mấy bạn có nghe thấy mình nói gì không? Đây là bộ giáp mạnh nhất thế giới. Đó, nghe rõ chưa? Mạnh nhất thế giới luôn nha. Mấy bạn biết lý do vì sao nó mạnh nhất thế giới không? Bây giờ mình sẽ kêu Cam mặc vô cho các bạn coi nha. Ok. Được rồi, bây giờ Cam hãy thử mặc cái bộ giáp đó vào đi. Mặc vô. Ui, trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn coi kìa.
Ôi ôi là trời, bé Cam của chúng ta đã biến thành siêu to khổng lồ rồi các bạn ơi. Trời ơi các bạn coi nè, một bộ giáp bằng kim cương nha các bạn, cực kỳ mạnh luôn. Ủa mà khoan, hình như là con bé Cam nó mặc cái bộ giáp này vô là nó biến thành một cái con robot siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, Cam ơi, nhìn anh này con, nhìn này nhìn nè. Trời ơi, khoan từ Cam. Đừng dí theo anh Cam ơi. Trời ơi, đừng. Trời ơi các bạn ơi. Cam nó dí theo mình các bạn ơi, Cam nó dí theo mình mà nó đạp mình cái chắc là mình bẹp lép luôn rồi. Rồi xong, Cam nó đạp Sammy bẹp lép luôn rồi. Sam ơi. Rồi xong Cam nó khóc các bạn ơi, Cam nó khóc kìa. Rồi thấy không? Tại Cam đó thấy không? Cam đạp Sammy cái Sammy bẹp lép rồi thấy không? Trời ơi. Bẹp rồi. Anh nói cho Cam nghe nè. Bây giờ á Cam đã mặc cái bộ giáp này vào á thì Cam phải cẩn thận nghe chưa? Đó, bây giờ là không có một con quái vật nào mà có thể tấn công được Cam luôn các bạn ơi, mình nói thiệt nha. Bây giờ á kể cả gọi là khủng long bạo chúa nhiều khi cũng không giết được Cam luôn các bạn, mấy bạn biết sao không? Bởi vì Cam bây giờ đã biến thành siêu to khổng lồ và có một sức mạnh cực kỳ mạnh luôn rồi. Súng đạn hay là gọi là kể cả gọi là bom cũng không thể nào mà có thể giết được bé Cam luôn các bạn ơi. Nghe ghê không? Sammy tin không? Tin không? Không, sao biết được, ông phải test cho tôi xem chứ. Ok, bây giờ tôi sẽ test cho bà coi nè. Đây là bộ giáp mạnh nhất thế giới do tôi chế tạo ra, cho nên nó sẽ cực kỳ mạnh luôn. Bà không tin á, bây giờ bà thử bà coi nha. Tôi sẽ lấy kiếm kim cương nè, bà coi nè. Cam đứng im nha Cam, yên tâm đi, sẽ không đau đâu. Anh sẽ chém thử cho Sammy coi đó. Chém nè. Ủa sao chém được ta? Trời ơi, nó to quá, mình chém nó không được các bạn ơi. Các bạn thấy không? Trời ơi, nó dồi lại luôn. Ôi ơi, không dồi lại luôn á. Ôi ôi các bạn ơi, con Cam nó bự đến nỗi bây giờ kiếm kim cương chém nó cũng không được luôn các bạn ơi. Mình chém mà chém không trúng luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè, thấy không nè, chém nè. Hỏi không? Chém không được luôn. Đó, rồi Sam, bây giờ bà thử bà lấy cây súng đại liên của bà bắn nó thử coi. Yên tâm đi, nó không chết được đâu. Nợ luôn á, ông làm đi, tôi không muốn làm gì đó đâu, ghê quá. Trời ơi, bây giờ bé Cam đã được mặc một cái bộ giáp siêu sức mạnh rồi, bé Cam không thể nào mà chết được đâu, yên tâm. Trời ơi, có gì đâu sợ, coi tôi nè. Rồi. Ê, tính ra bà đưa tôi súng, bà không đưa tôi đạn sao tôi bắn hả? Cái đoạn kia tôi dùng hết đạn rồi. Hết đạn rồi. Bà dùng hết đạn luôn hả? Trời ơi là trời, giờ hết đạn rồi sao test được? Thôi không cần nữa, súng đại liên thì yếu quá, bây giờ mình chuyển qua mình dùng đại bác luôn. Bây giờ tôi sẽ không sử dụng súng đại liên nữa mà tôi sử dụng đại bác. Sao con Cam chạy luôn rồi? Cam ơi chạy đâu vậy Cam? Mặt mày Cam chạy là đúng rồi. Trời ơi, tôi đã nói rồi, bộ giáp của tôi là bộ giáp mạnh nhất thế giới, cho nên là yên tâm, không chết được đâu. Trời ơi, súng đại bác bắn còn không xuyên được bộ giáp này nữa mà. Cam mà nó chạy máu là tôi giết ông nghe, không làm yên cho nó thương nha. Yên tâm, được coi tôi nè. Bây giờ mình sẽ thử test đại bác cho bạn coi nha. Mình sẽ chọn cái cây này đi. Đây cái cây này nha. Bây giờ mình sẽ bắn thử cây nè. Đừng xa xa xíu. Bùm. Đó, bạn thấy không? Bắn một phát thôi là banh cái cây luôn mày ơi. Nè, bắn lại nè. Bùm. Đó, rồi ok. Bây giờ mình sẽ thử mình bắn thử con bé Cam cho anh em xem nha. Cam ơi, đứng im nha Cam. Yên tâm đi, sẽ không đau đâu. Cái gì mà lắc đầu? Yên tâm đi, không sao đâu, không đau đâu, yên tâm. Ủa sao đâu rồi? Ok Sam, bà coi nha, coi nè, giờ tôi sẽ thử tôi bắn Cam nè, chuẩn bị nha. Bùm, đó, Cam không lứt một giọt máu nào luôn, coi nè. Bắn liên tục. Cái gì vậy bà nội, tiếng bà đỡ làm gì vậy? Trời ơi. Trời ơi là trời, tôi bảo bắn đi, tôi bắn, tôi banh, banh sát rồi nè. Trời ơi, tôi đã nói là cái áo giáp này mạnh lắm, Cam nó không chết được đâu mà bà lo. Coi nè, Cam xa xa ra Cam, trúng ba cái là bà. Xa ra đúng rồi, hai người bị trúng, hai người bị trúng đạn rồi nè Phong ơi. Cam ơi, Cam xa nha, Cam đứng gần quá là trúng đạn cho người anh nha Cam. Bắn nè, đó thấy không, bắn giờ bắn hết luôn cả băng đạn luôn, nhiều khi Cam cũng không chết luôn. Trời ơi, Cam kiểu như là bất tử luôn Phong. Bắn nè, trời ơi bạn ơi, mình muốn bắn gọi là hư luôn cây đại bác luôn mà Cam nó không xi nhơi tí máu nào luôn. Trời các bạn ơi, Cam nhảy tưng tưng kìa, đang vui sao ấy. Mày thấy không, Cam bây giờ mình bắn nó mà nó còn nhảy hip hop được bên dưới gọi là cái hố cho bơm tạo ra nữa mà. Đó bạn thấy không, bộ giáp này là bộ giáp mạnh nhất thế giới. Vậy là từ nay bé Cam của chúng ta đã có được một bộ giáp cực kỳ mạnh luôn bạn ơi. À mà khoan, có bạn nào muốn mình hướng dẫn cho bạn cách tạo ra bộ giáp này không? Bạn nào muốn thì nhớ like video này nha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách để có thể tạo ra được một bộ giáp mạnh nhất thế giới giống như Cam nha. Đó, mấy bạn thấy cái bộ giáp của Cam, mấy bạn thấy thích không? Cực kỳ thích luôn đúng không? Đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách để chế tạo bộ giáp giống như Cam nha. Ok, rồi let's go. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể chế tạo được một bộ giáp mạnh giống như Cam nha. Ok, rất là đơn giản thôi. Đầu tiên các bạn hãy tạo cho các bạn một cái thế giới gọi là bằng phẳng như thế này nè. Đó, để cho các bạn có thể xây dựng nha.
Thì ở đây nè, mình đã xây dựng cho bé Cam cái bộ áo giáp nè. Đây, đây chính là cái áo nữa bạn. Đó, cái này là cái áo của bé Cam nè. Còn cái này chính là cái nón của bé Cam nữa bạn ơi. Đó. Các bạn nào mà xây đẹp á thì mấy bạn có thể tự thiết kế cho mình một cái bộ giáp luôn nha. Ở đây thì Phong xây khá là xấu cho nên Phong đã thiết kế cái bộ giáp khá là đơn giản bằng kim cương và vàng các bạn ơi. Đó. Ok. Đó, thì công việc đầu tiên chính là các bạn hãy xây cho các bạn một cái bộ giáp. Thì ở đây mình đã xây xong rồi nè. Để cho đỡ mất thời gian thì mình đã xây sẵn luôn. Ok. Tiếp theo nữa là các bạn hãy vào đây. Các bạn bấm vào nó và các bạn hãy nhập tên nó ra. Mình sẽ đặt tên cho nó là mũ mạnh nhất thế giới nha các bạn. Đó, một cái mũ mạnh nhất thế giới luôn nha. Mình sẽ chế tạo ra nè. Rồi ok. Vậy là bây giờ mình đã chế tạo xong cái mũ rồi nè. Đó. Rồi, công việc tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo nó thành một cái nón có thể đội được nha các bạn. Đó. Và các bạn nào mà muốn biết cách chế tạo thì hãy làm theo mình nha. Tiếp theo là các bạn hãy bấm vào trong cái phần kho và login nữa bạn ơi. Bấm vào đây. Đó, sau các bạn sẽ bấm vào trong phần vật phẩm. Rồi, bây giờ các bạn sẽ xuống dưới phần tạo nè, các bạn sẽ chế tạo cho mình nha. Và các bạn hãy chọn cái phần mới nhất của Mini World nè, các bạn cập nhật mới nó đã có chúng ta một cái phần có tên là trang bị bạn ơi. Các bạn hãy bấm vào đó nha. Ok, tiếp theo nữa các bạn hãy bấm vào trong phần mô hình. Đó, sau đó các bạn sẽ bấm vào kho mô hình để các bạn kiếm ra cái nón mà hồi nãy các bạn mới vừa tạo ra nha. Thì đây, mình mới vừa chế tạo cái nón này nè. Đó, ok. Sau đó các bạn hãy chọn loại thiết bị cho nó, thì mình sẽ chọn cho nó là mũ bảo hiểm nha. Mũ bảo hiểm nè. Rồi, sau đó các bạn hãy bấm vào trong cái phần sữa. Ở cái phần sữa này các bạn có thể chế tạo mũ cho nó nha. Đây, mình sẽ bấm vào đây. Sau đó mình chọn cái mũ hồi nãy nè. Đó. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là hãy xoay những cái này để chúng ta chỉnh cái mũ làm sao cho nó dính vô cái đầu bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ chọn vị trí nè, là mình sẽ chọn là ở trên đầu nha. Đây, chọn đầu nè, đó, thấy không? Là nó đang nằm trên cái đầu nè. Thì chúng ta chỉ cần xoay những cái này và chúng ta chỉnh làm sao cho nó phù hợp nhất với lại con nhân vật của chúng ta nha. Thì đây, mình sẽ chỉnh nha các bạn. Đây, mình sẽ chỉnh lên chỉnh xuống nè. Sau khi mà các bạn chỉnh xong á thì ở kế bên cái phần bên phải nó sẽ có cái phần tên là phần hiệu ứng mấy bạn ơi. Các bạn hãy bấm vào phần hiệu ứng nè. Và các bạn có thể thêm hiệu ứng cho nó nha. Mình sẽ bấm vào đây. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó có rất là nhiều những cái hiệu ứng luôn các bạn ơi. Chẳng hạn như là tăng thêm độ sáng cho tầm nhìn nè, chạy nhanh hơn nè, đó, đào nhanh hơn nè, hoặc là gây thêm sức mạnh mạnh hơn nữa nè, đó, nhiều cái rất là hay luôn các bạn ơi. Thì ở đây mình sẽ cho nó là bất khả chiến bại nha các bạn. Bất khả chiến bại nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn gọi là dùng bằng gọi là bất cứ vũ khí nào cũng không thể nào mà đánh lại được cái bộ giáp này hết. Bộ giáp này có thể chống lại được bom, chống lại được súng đạn hay kiếm gì, chống lại được hết luôn, giống y bộ giáp của bé Cam hồi nãy các bạn. Đó. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lưu lại nha. Rồi ok, bây giờ mình đã chế tạo xong cái bộ giáp rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử mặc cho các bạn xem nha. Đây là cái nón nè, còn đây là bộ áo giáp nè. Thì hồi nãy mình đã gọi là cho nó thêm cái sức mạnh là bất khả chiến bại. Với lại là mình đã cho nó thêm một cái sức mạnh nữa, chính là biến siêu to khổng lồ các bạn ơi. Mấy bạn muốn cho nó thêm sức mạnh gì thì tùy theo ý mấy bạn nha. Mấy bạn có thể tùy ý mấy bạn, các bạn có thể cho nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ thử mặc cho các bạn coi nè. Đầu tiên thì mình sẽ mặc cái áo giáp vô. Rồi sau đó mặc cái nón vô nè. Bùm, đó mấy bạn ơi, bạn thấy gì chưa? Mình đã biến thành siêu to khổng lồ luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình to ơi là to luôn nữa, bạn coi nè. Đó, thấy không? Cái nón của mình nó to, nó bự gì đâu luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thử cho bạn xem cái góc nhìn của mình nha. Đây, mày thấy không? Bây giờ mình cảm thấy mình to đùng luôn bạn ơi. Con heo nằm ở dưới chân mình giống kiểu như mình muốn đạp nó, cái nó cũng bẹp lép luôn bạn ơi. Thấy không? Ghê chưa? Đó, bây giờ mình đã có cảm giác là mình đã biến thành người khổng lồ các bạn ơi. Mình thấy xung quanh của mình cái gì nó cũng nhỏ xíu hết. Đó bạn thấy không? Bây giờ chúng ta đã biến thành người siêu to khổng lồ rồi. Bây giờ là không có ai có thể giết được chúng ta hết. Chúng ta cực kỳ mạnh luôn bạn ơi. Đây có thể nói là bộ giáp mạnh nhất thế giới luôn đó nha. Rồi bây giờ nếu như bạn muốn biến lại bình thường á thì rất là đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần gọi là cởi bộ giáp ra, cởi ra. Hey, đó mấy bạn thấy chưa? Bây giờ mình đã biến lại thành nhỏ bình thường rồi nè, bạn thấy chưa? Đó, trở lại như một người bình thường rồi các bạn ơi. Đó, rất là cực kỳ gọi là hay luôn nha. Những bạn nào mà gọi là thích chế tạo á thì có thể nói đây chính là một cái bản cập nhật mới rất là phù hợp cho những bạn nào mà thích chế tạo vũ khí nè, thích chế tạo áo giáp nè. Đó, chúng ta có thể chế tạo và chúng ta có thể mặc lên được luôn, cực kỳ xịn luôn nha. Ok rồi. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như mà anh em thấy thích video này và anh em thấy thích cái bản cập nhật mới của Mini World và cái phần gọi là chế tạo áo giáp á, thì các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình nha anh em. Và anh em cũng đừng quên là hãy lên trên App Store và Google Play để tải ngay Mini World về chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Ok, bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Yêu anh em vãi nồi, tạm biệt.